hiện có hàng trăm quy hoạch theo từng ngành, lĩnh vực, gây nhiều khó khăn trong phát triển của địa phương. Đồng bộ tất cả các quy hoạch vào quy hoạch chung của tỉnh là nhiệm vụ cấp thiết đã được luật định. Đây cũng là tiền đề để Bà Rịa Vũng Tàu phát huy hết mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương trong tiến trình phát triển. Sau khi quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ đồng bộ các quy hoạch trên địa bàn. Trong đó, các quy hoạch trọng yếu như quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất đai đã và đang được các địa phương, sở ngành triển khai lập, điều chỉnh để khớp nối vào quy hoạch chung của tỉnh, tạo sự đồng bộ để Bà Rịa Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển theo đúng định hướng quy hoạch tỉnh. Huyện Xuyên Mộc hiện có 5 dự án đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 56 hectare. Hiện các đơn vị tư vấn đang làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm tra thực địa và xử lý nội nghiệp hồ sơ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Dự kiến đến tháng 6 năm 2024, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành để kịp tiến độ đồng bộ với các quy hoạch khác của tỉnh. Đối với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn cũng đã và đang được huyện Xuyên Mộc tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh. Đến nay, địa phương này đã hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hồ Tràm và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hòa Bình. Riêng đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Bình Châu đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định. Huyện Xuyên Mộc cũng đã phê duyệt 2 đồ án quy hoạch nông thôn của xã Bảo Lâm và xã Xuyên Mộc. Còn 7 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đang được tổ chức lập trình phê duyệt. Trong quá trình thực hiện lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch, huyện Xuyên Mộc tập trung chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ đồng bộ với các quy hoạch tỉnh trong năm nay, đặt yếu tố chất lượng quy hoạch lên hàng đầu để đảm bảo phát huy được hết các tiềm năng phát triển của địa phương. Cái việc nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và phát triển cái đô thị thì dựa trên các cái nguyên tắc tức là công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân và cần được ưu tiên. Thì ngoài ra là ủy ban huyện cũng thường xuyên để cử cán bộ có chuyên môn để tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng các cái lớp về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao cái trình độ để tham gia vào cái công tác quy hoạch, lựa chọn các cái đơn vị tư vấn có cái chất lượng, có chuyên môn. Và cùng với lại cái địa phương là kiểu như là để nắm và cái như các cái thông tin rồi trao đổi các cái địa phương rồi cũng như các cái phòng chuyên môn rồi để định hướng cho nó sát với lại cái định hướng chung của toàn tỉnh cũng như là của địa phương về cái phát triển kinh tế xã hội để cái phục vụ cho công tác lập quy hoạch. Ngoài ra thì huyện thì cũng đã giao cho các phòng chuyên môn rồi các đơn vị được lập quy hoạch sẽ tiến hành là trao đổi cũng như giám sát các cái vấn đề đặt ra để cho công tác quy hoạch nó sát phù hợp với cái tình hình thực tế khi đưa vào áp dụng. Ngay sau khi quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, huyện Châu Đức đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban đẩy nhanh tiến độ lập một số quy hoạch về xây dựng đô thị, giao thông đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh. Đến nay, Châu Đức có 1 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, 2 đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000. Huyện Châu Đức đang tổ chức lập phê duyệt 7 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 14 đồ án quy hoạch nông thôn, 7 đồ án quy hoạch khu chức năng. Quá trình lập quy hoạch không phải đơn giản. Yếu tố đó là con người tham mưu
cho cái việc quy hoạch cũng như là các cái đơn vị tư vấn làm sao để tạo điều kiện phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, khai thác hết tiềm năng thế mạnh cũng như là phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước cũng như là của tỉnh, để qua đó người dân tin tưởng vào cái sự quy hoạch đó là khả thi và khai thác được cái tiềm năng thế mạnh cũng như là kêu gọi các cái nguồn lực cho xã hội cũng như là để người dân an tâm phát triển đầu tư vào đó để làm cho cái địa phương Châu Đức nó phát triển một cách đồng bộ và nó có gắn kết với các địa phương trong vùng. Quỹ đất đỏ cũng đã và đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đồng bộ với quy hoạch tỉnh đã được duyệt. Qua lồng ghép đối chiếu giữa quy hoạch tỉnh với các đồ án quy hoạch của huyện đã được phê duyệt, địa phương này có 49 khu vực chưa phù hợp với quy hoạch tỉnh cần được điều chỉnh. Theo kế hoạch tháng 6, huyện sẽ trình các cơ quan chức năng để thông qua. Có một vài chỉ tiêu nó còn thiếu thôi. Ví dụ như là đất thể thao, đất cụm công nghiệp. Thì hai cái chỉ tiêu này thì huyện cũng đã có văn bản để gửi Sở Tài nguyên Môi trường điều chỉnh bổ sung cho huyện. Còn lại là chủ yếu là những cái nhu cầu nhỏ lẻ của người dân mà trước đây khi họ có, trong quá trình lập điều chỉnh mà họ có quy hoạch đất ở rồi nhưng mà do quá trình kiểm kê nó bị sót sai hoặc là còn lập quy hoạch nó còn có nhiều cái chỗ sai sót đó, thì điều chỉnh cục bộ nhỏ nhỏ lại. Cái thứ hai nữa là các cái đồ án quy hoạch xây dựng mà phê duyệt quy hoạch được phê duyệt mà sau quy hoạch sử dụng đất thì huyện cũng sẽ cập nhật lại cho nó đồng bộ giữa hai cái quy hoạch. Cái thứ ba nữa là cái diễn biến rừng, các quy hoạch lâm nghiệp của huyện thì huyện cũng sẽ cập nhật lại cho nó theo đúng cái quy hoạch của ngành. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến đến quý 2 năm 2024 sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh. Trước đó, quý 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của 8 huyện, thị xã, thành phố. Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đồng bộ với quy hoạch tỉnh cũng sẽ giúp cho công tác quản lý sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho không những các địa phương làm cái căn cứ để gọi là kêu gọi đầu tư và cũng là làm căn cứ để thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là một cái nội dung mà cũng đã được quy định rất là cụ thể trong cái luật đất đai, thậm chí cả cái luật đất đai năm 2024 và có hiệu lực ngày 1/1/2025 và tạo tiền đề cho cái việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự cũng như bảo vệ môi trường cho cái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Việc đồng bộ các quy hoạch là nhiệm vụ cấp thiết tại các địa phương cũng như các sở ngành hiện nay. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thống nhất các quy hoạch tại quy hoạch tỉnh. Các địa phương sẽ phải rà soát và báo cáo lại những quy hoạch cần điều chỉnh trước 30 tháng 4 và hoàn thành công tác lập, điều chỉnh, đồng bộ quy hoạch trong năm 2024. Hiện nay quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt tại cái quyết định 1629 thì nó đã thống nhất tất cả các cái quy hoạch ngành cũng như quy hoạch kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vào một cái quy hoạch chung nhất. Cái quy hoạch này mang ý nghĩa quyết định có một cái vai trò rất to lớn đối với cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vì nó là một cái định hướng thống nhất cho cả cái hệ thống chính trị cũng như các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để cùng chung tay các cái hoạt động phát triển về kinh tế xã hội, các cái hoạt động đầu tư, các cái hoạt động khác để giúp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững nhất. Việc đồng bộ quy hoạch tỉnh cũng sẽ phát huy tối đa lợi thế vốn có của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như gắn kết phát huy tiềm năng sẵn có của vùng Đông Nam Bộ. Qua đó, thúc đẩy các hành lang kinh tế đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được phê duyệt, giúp các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, toàn thể nhân dân biết, thống nhất trong nhận thức và hành động,
tập trung dồn sức để thúc đẩy Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian gần nhất.